Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Chính phủ đối với các cơ quan đại diện ở nước ngoài trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đang có xu hướng thu hẹp do nhiều yếu tố khách quan, kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp. Hội nghị trực tuyến với thương vụ Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai và bàn giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu năm 2022, định hướng giai đoạn 2023-2025, củng cố phát triển các thị trường truyền thống, khai thác các thị trường mới nhiều tiềm năng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, các chuỗi cung ứng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên trong bối cảnh tình hình hiện nay. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong bối cảnh khó khăn của kinh tế và thương mại toàn cầu, xuất nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm của Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao với hơn 433,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 217,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,6%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 216,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14%. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng chỉ rõ, công tác xuất khẩu những tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Với mục đích trao đổi thuận lợi tìm những giải pháp để duy trì, củng cố hệ thống, đặc biệt là việc quyết liệt triển khai các thị trường mới còn nhiều tiềm năng, nhiều dư địa phát triển để thúc đẩy thị trường trong nước và hỗ trợ tiêu thụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các thương vụ tập trung trao đổi, thảo luận về tiềm năng, nhu cầu ngành hàng ở thị trường nước sở tại cũng như những yêu cầu đòi hỏi của thị trường này, những khó khăn và thách thức cần phải vượt qua. Những cái nông sản tươi của bà con đồng bào đến Úc, thương vụ cam kết thủ tướng là nếu có sản phẩm ngon, có chất lượng, cơ quan thương vụ sẵn sàng marketing và sẵn sàng bán được tại thị trường Úc. Chiều nay cơ quan thương vụ cũng ngồi ra soát với các đại lý hàng không tại Việt Nam và phát hiện rằng là từ cái giá mà nhà hàng không đưa ra cho đến các đại lý và bán cước nó có những mức khác khác nhau. Do vậy nếu chúng ta có thể bớt cái khâu trung gian để làm sao cho ưu tiên riêng đối với hàng nông sản tươi có thể tiếp cận được cái giá mà gần sát nhất mà cái giá của Việt Nam Airlines hoặc là hãng không đưa ra để có thể đưa được cái nông sản tươi ở Việt Nam sang Úc. Thứ hai là cơ quan thương vụ cũng đề nghị là nên có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng các trung tâm kho bãi phân phối hàng Việt Nam lớn tại Úc. Và vấn đề nữa là chúng ta cần tăng cường ngân sách xúc tiến thông qua cái việc chăm sóc, tập trung chăm sóc bằng nhiều hình thức phù hợp đối với nhà nhập khẩu. EU là thị trường truyền thống của Việt Nam nhưng tiềm năng hiện nay đang càng ngày càng mở ra. Thứ nhất thì EU là một thị trường rộng lớn, cơ cấu kinh tế thì hoàn toàn bổ sung cho Việt Nam và nhu cầu rất đa dạng từ những hợp đồng đơn lẻ đến các hợp đồng theo chuỗi và lâu dài. Và ngoài sức mua của người dân thì thị trường EU còn có một lợi thế là sức mua từ chính phủ, từ Liên minh châu Âu. Và hiện tại thì Việt Nam là một trong 4 nước ASEAN có hiệp định thương mại tự do với EU và được EU đánh giá là một trong những hiệp định thành công nhất của EU. Và trong cái bối cảnh chuỗi cung đứt gãy hiện nay của EU, thì EU đặt ra mục tiêu là để khôi phục kinh tế và tăng tự chủ thì EU sẽ đẩy mạnh thương mại đối với các nước có hiệp định với EU. Và đây là một cơ hội rất lớn cho Việt Nam. Thứ nhất là cần phải xây dựng một cách tiếp cận thị trường EU một cách tổng thể. Thì chúng ta cũng cần phải có sự tập trung và cũng cần một sự liên kết. Xin kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ là cần một sự liên kết từ chính phủ, hiệp hội và các doanh nghiệp. Thì trong đó thì chính phủ cũng nên lựa chọn một số mặt hàng, một số ngành hàng tiêu biểu có tiềm lực để chúng ta có thể hướng dẫn sản xuất, xúc tiến thương mại, đặc biệt là kiểm soát chất lượng đầu ra một cách trọn vẹn, đồng thời ưu tiên giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp này để tạo ra được những ngành hàng mũi nhọn vào thị trường EU và tạo động lực cho ngành khác. Hiện nay chúng tôi đang xây dựng cổng thông tin điện tử song ngữ để phục vụ cung cấp và cập nhật thông tin thị trường cho cả doanh nghiệp Canada và Việt Nam. Chúng tôi cũng đang bắt đầu triển khai hệ thống showroom giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại các nhà hàng Việt ở Canada. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu cơ chế cấp chứng chỉ ẩm thực Việt Nam nguyên bản Việt Authentic để lôi cuốn sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hàng và đầu bếp Việt Nam tại Canada vào việc quảng bá các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến của Việt Nam. Đối với công tác thu hút đầu tư công nghiệp và năng lượng, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tổ chức các sự kiện nhằm giới thiệu, hướng dẫn các doanh nghiệp sở tại quan tâm sử dụng nguyên tắc xuất xứ cộng gộp, nguyên tắc chuyển vận trong các FTA để cùng hợp tác sản xuất và tăng cường xuất khẩu. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành đã phân tích, giải đáp các vấn đề mà đại diện các thương vụ quan tâm, kiến nghị, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là cuộc gặp đầu tiên của Chính phủ đối với các cơ quan đại diện ở nước ngoài trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đang có xu hướng thu hẹp do nhiều yếu tố khách quan, kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp. Hội nghị đã trao đổi thông tin kịp thời, thay đổi nhận thức trước tình hình thực tế được nâng lên một bước. Thủ tướng bày tỏ hy vọng sẽ có những chuyển biến tích cực sau cuộc họp này, mang lại thay đổi cho đất nước, cho nhân dân. Thủ tướng giao Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan, nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, mở rộng thị trường và hội nghị này chính là bước khởi động. Qua cái cuộc hôm nay thì tôi thấy là chúng ta phải tiếp tục là phải đổi mới công nghệ, rồi thúc đẩy cái chuyển đổi số, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường cái quảng bá sản phẩm, rồi cái sản xuất xanh, rồi tăng cường cái xuất khẩu tại chỗ như các ông chí nói, cải cách thương vụ một cách là hợp lý phù hợp với cái tình hình, rồi thúc đẩy cái đại diện thương mại của chúng ta nó phù hợp và nó hiệu quả hơn ở các nơi. Vấn đề thứ hai là các thương vụ của chúng ta, chi nhánh thương vụ của chúng ta phát huy hiệu quả cái vai trò vị trí tiền tuyến ấy, trực tiếp tiếp cận hàng ngày với những biến động của thế giới và thị trường nước sở tại, chủ động tiếp cận, nắm bắt, phân tích, đánh giá chính xác và điều chỉnh cái chính sách của chúng ta cho nó phù hợp, để nghiên cứu và nắm vững cái hệ thống luật pháp, quy định và các phong tục tập quán thương mại của nước sở tại để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong ứng phó với các cái vụ điều tra phòng vệ thương mại, rồi các cái sự cố thương mại. Thứ ba là tăng cường cái nghiên cứu, nắm vững cái nhu cầu thị hiếu, nhu cầu của thị trường, từ đó tham mưu phát triển thị trường, kết nối giao thương, đồng thời chủ động cảnh báo, phòng ngừa, đưa ra khuyến cáo, kiến nghị kịp thời xử lý cái rủi ro, hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp. Vấn đề thứ tư là tăng cường tìm kiếm đối tác, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác đầu tư, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp trong nước, đặc biệt là những ngành công nghiệp có tính chất nền tảng như là cơ khí, chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu, hóa chất, dược phẩm, v.v. Thứ năm là tìm kiếm, phát hiện, kết nối để đa dạng nguồn cung nguyên vật liệu, phục vụ các ngành sản xuất trong nước, thúc đẩy hợp tác với nước ngoài để phát triển ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam. Rồi cái thứ sáu là tích cực kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển ngành năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, tiến tới làm chủ công nghệ, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu và các thiết bị trong quá trình chuyển đổi năng lượng mới. Cái thứ bảy là xây dựng cái hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài hoạt động đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, tính kết nối cao, và xây dựng từng cơ quan thương vụ đoàn kết thống nhất với đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo, nhạy bén, trách nhiệm và chuyên nghiệp, hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương và đội ngũ cán bộ đang công tác tại các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành. Bộ trưởng khẳng định thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ sớm có kế hoạch phối hợp với các bộ ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo và có hiệu quả công tác thương vụ. Đặc biệt, Bộ sẽ nghiêm túc thực hiện giao ban định kỳ hàng tháng và sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.